Khi nhắc tới các dòng laptop gaming của Acer, các bạn thường nghĩ tới những điều gì? Laptop Acer Nitro 5 mức giá cực kỳ tốt này, Acer Helios này, hoặc là dòng laptop Acer Predator Triton, đúng không? Cùng với đó là chính sách bảo hành 3S1. Thì cái chính sách này ấy, nếu như các bạn mang laptop vào thứ 6, mà kể từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật mà hãng vẫn chưa bảo hành xong cho các bạn sẽ đổi một máy mới, bóc tem máy mới luôn. Thì đúng, đây là những cái điều cực kỳ tốt luôn. Tuy nhiên, phiên bản ngày hôm nay mình mang tới cũng là của Nitro 5, nhưng không phải là Nitro 5 2018-2019, cái dòng Nitro 5 giá rẻ nữa, mà bây giờ Nitro 5 2020 mình đang có ở đây, nó đã lên một phân khúc cao hơn một chút, để phân khúc cận tầm trung rồi, kiểu tầm trung rồi. Thì đây là phiên bản cải tiến của Nitro 5 2019. Thì đối với phiên bản 2019, các bạn đã phàn nàn rất nhiều về cái việc cổng sạc đặt ở hông máy. Thì cái đấy ấy, thì về mặt thị giác nó bình thường thôi. Tuy nhiên, mà cái cảm nhận khi sử dụng của nó thì các bạn sẽ lo sợ cái kiểu hơi nóng nó thổi vào sạc sẽ gây cái tình trạng gọi là hỏng dây. Thì bây giờ đã đặt ở đằng sau rồi. Đây, như các bạn đã thấy đây. Cùng với đó là một thiết kế mới, quạt thay vì đặt cùng một bên thì bây giờ đặt đều ra hai bên. Thế nên các bạn sẽ thấy được hai hốc gió tản nhiệt. Thì đây là cái điểm cải tiến về thiết kế mà mình thấy đáng để quan tâm nhất. Ngoài ra, về phần độ nặng cũng như là độ dày thì nó vẫn vậy thôi. Bởi vì đây là dòng laptop gaming mà, việc nó có độ dày này mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Và thay vào đó chúng ta sẽ cải tiến đến những cái hình thức bên ngoài. Thì ngoài phần thiết kế về tản nhiệt ra thì cái phần mặt lưng này nó cũng khác biệt nữa. Đây nhá, các bạn nhìn từ kim loại lên không, nhưng thực tế ra thì toàn bộ cái mẫu laptop này không phải được làm từ kim loại, nó chỉ làm từ nhựa thôi, và kiểu được giả kim loại đấy, trông giả kim loại. Lần đầu tiên mình sờ vào mình nghĩ đây là mặt lưng bằng kim loại, nhưng thực tế khi mình cảm nhận sâu hơn thì không phải. Và đây là logo của Acer được in chìm luôn, được làm bóng. Thì logo này khả năng cao nếu bạn nào mà để nhiều thứ nó cả vào nó sẽ dễ xước đấy. Rồi, là dòng nữ Nitro được bật cắp lốc để đánh, được đặt ở ngay đây. Vậy và khi mở màn hình ra, mình quay cho các bạn, nếu như mà mình để cái phần led RGB ở trên bàn phím này về led đỏ thì chắc chắn các bạn sẽ bị nhầm thành đây là phiên bản 2019 thôi, đúng không? Thì đấy, thì mình cũng tiện vừa nói rồi, thì cái phiên bản này cải tiến mà các bạn dễ nhìn nhất thì bàn phím đã không còn là led đơn sắc như màu đỏ bình thường nữa rồi, thì bây giờ đã chuyển thành led đa sắc rồi, kiểu led RGB sập xình các kiểu luôn, vẫn là cái kiểu thiết kế cũ thôi. Bàn phím có cảm giác bấm rất tốt này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím này thay cho việc sử dụng một bàn phím rời để chơi game, thì để tiết kiệm không gian cũng như phần cổng kết nối trên cái mẫu laptop này. Rồi, chúng ta sẽ chuyển đến với phần màn hình. Màn hình thì vẫn vậy thôi. Mình thấy hơi thắc mắc một điều. Mặc dù nhá, tất cả các dòng laptop khác trong phân khúc ấy thì đều sở hữu một màn hình tối thiểu khoảng 120Hz, hoặc những hãng hào phóng một tí là 144Hz rồi. Tuy nhiên, Acer vẫn trang bị cho cái mẫu laptop này màn hình chỉ có 60Hz thôi. Thế nên mình mong muốn ở các phiên bản kế nhiệm thì Acer sẽ đẩy màn hình này lên 120Hz. Qua đấy thì cái trải nghiệm khi chơi game nó sẽ tuyệt vời hơn. Rồi thì mình sẽ nói thêm một chút về phần thông số của mẫu màn hình này. Thì đây là màn hình có kích thước 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền là IPS, có độ phủ màu khá ấn tượng. Thì khi mình đã tham khảo được trên mạng ấy, thì cái mẫu laptop này có độ phủ màu đạt 63% giải màu sRGB, 47% giải màu Adobe RGB, 47% giải màu DCI-P3, độ sáng đạt 263 nit, và độ sai lệch màu Delta E là 1.67. Tức là về cơ bản, cái màn hình của mẫu laptop này nó phù hợp với tất cả các nhu cầu như kiểu là giải trí này, xem phim, hoặc thậm chí các bạn nếu mà muốn làm đồ họa trên cái mẫu laptop này kiểu edit video, chỉnh sửa ảnh thông qua phần mềm Photoshop thì đều ổn, không vấn đề gì xảy ra cả. Thì mình sẽ nói tiếp về những cái thành phần khác như kiểu về phần khung máy chẳng hạn. Thì tất nhiên rồi, mặt lưng đã làm từ nhựa thì phần khung máy nó cũng được làm từ nhựa luôn, nhưng mà nhựa thì cũng có nhựa này, nhựa kia, và nhựa ở trên cái mẫu laptop này mình cảm giác cho mình cái độ chắc chắn và cái độ tin tưởng để mình khi mình sử dụng ấy, mình không lo kiểu máy bị ọp ẹp quá hay là bị rời rạc sau một thời gian dài sử dụng. Và phần trackpad này, trackpad cho mình cảm giác gì ở mức gọi là tạm ổn, dùng để chống cháy thì vẫn ok. Còn việc ngoài trackpad được trang trí thêm một dải gọi là dải vòng quanh màu đỏ nữa để làm sao cho đồng tông màu với máy. Thì một số công nghệ khác cũng đã được Nitro in ở đây. Đầu tiên đấy, nó sẽ ghi ở đây là hỗ trợ dual luôn, tức là các bạn có thể lắp được SSD lẫn HDD song song với nhau. Thì tối đa sẽ là 2 SSD và 1 HDD nữa. Viền mỏng này, hỗ trợ cổng wifi, cái cổng mạng LAN này, killer wifi, killer mạng LAN này, giúp các bạn kiểu điều chỉnh được băng thông mạng, boost cho chơi game tối đa và giảm băng thông cái khác xuống. Qua đấy thì đường truyền mạng nó sẽ ổn định nhất. Cùng với đó là công nghệ như kiểu là NitroSense với chế độ CoolBoot được tích hợp ngay trên bàn phím cứng ở cái phần 5 pad luôn. Cổng HDMI, công nghệ âm thanh nữa. Rồi thì hết rồi. Những cái phần công nghệ nó các bạn có thể nhìn thấy ở ngay trên cái phần nhãn dán đây. Thì bây giờ mình sẽ đi đến những cái phần mà các bạn có thể nói quan tâm nhất, đó chính là phần cấu hình. Có lẽ đây là cái phiên bản mà các bạn rất mong chờ, đúng không? Thì mình đang có phiên bản gần Max Option rồi. Thì CPU được trang bị là CPU Core i7 thế hệ thứ 10, cụ thể tên mã là 10750H, 6 x 12 luồng, 8GB RAM,
một ổ SSD 512GB, cùng với đó là card đồ họa GTX 1650 Ti. Đấy, 1650 Ti nhá, mình không nói nhầm đâu. Thì đối với cái phiên bản này thì khi các bạn mua về thì mình khuyên các bạn nên nâng cấp thêm một thanh RAM nữa để làm sao cho dung lượng RAM lên 16GB, và cùng với đó là kiểu cấu hình trong cái trải nghiệm sử dụng nó cũng sẽ tốt hơn là việc 8GB RAM. Mình thấy nếu Acer trang bị sẵn thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Thì về mặt cơ bản, các bạn nghĩ đây là một cấu hình rất tốt đúng không? Và các bạn nghĩ sao khi Acer có thể tận dụng được hết hiệu năng của cấu hình này không? Theo mình thì chắc chắn sẽ là không. Bởi vì thứ nhất ấy, đây là phiên bản Nitro 5 thôi, nó không phải phiên bản cao cấp nhất. Nếu như các bạn quan tâm đến những phiên bản sử dụng kiểu cấu hình như này này, i7, thì các bạn nên lựa chọn các phiên bản cao hơn như kiểu thuộc dòng Predator, thì cái việc tận dụng hết hiệu năng của cái máy này nó sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên không phải vì mình nói như vậy ấy, thì cái máy này nó sẽ bị bóp hiệu năng. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ trước khi vào phân tích cái mẫu laptop này. Thì đây mình đang có cục sạc của cái mẫu laptop này. Đây là cục sạc mà Acer đã ghi thẳng lên đây luôn, là cục sạc 135W. Thì để mình nói cơ bản này cho các bạn dễ hình dung nhá. CPU Core i7 thế hệ thứ 10 của Intel, cụ thể là 10750H này, nó có điện năng tiêu thụ tối đa nó rơi khoảng độ 90W. Một con card GTX 1650 Ti nó tiêu thụ vào 50W nữa. Thế nên nó đã vượt qua là cái công suất của bộ sạc này rồi. Thế vậy thì rõ ràng là các bạn sẽ phải đánh đổi phần hiệu năng của cái bộ laptop này. Vậy thì đánh đổi như thế nào? Thì các bạn đừng vội kiểu đánh giá về ôi Acer lại làm cái kiểu này à, bóp hiệu năng của máy. Từ từ để mình phân tích cho các bạn dễ hiểu nhá. Thì khi mình test qua một số phần mềm ấy, thì mình nhận thấy được đó chính là card đồ họa GTX 1650 Ti không hề bị bóp hiệu năng. Nó cũng không gặp cái tình trạng quá nhiệt khi mà nhiệt độ chỉ loanh quanh 60 độ hoặc cao lắm là 70 độ thôi. Đây là mức nhiệt cực kỳ thấp và xung nhịp vẫn max. Các bạn hoàn toàn có thể check được ở trên trang chủ của NVIDIA. Nó hoàn toàn bình thường, không gặp vấn đề gì cả, vẫn boot điện hoàn toàn ok. Thế nên khi các bạn chơi game ấy, đâu là thứ quan trọng nhất? Rõ ràng là card đồ họa quan trọng nhất. Card đồ họa vẫn được boot điện đầy đủ thì CPU sẽ bị giảm điện đi một chút. Thì cụ thể ở đây mình sử dụng phần mềm Intel XTU, các bạn tải trực tiếp ở trên trang chủ của Intel, thì mình nghĩ cái phần mềm này nó sẽ có cái mức độ đáng tin ở mức gọi là cao nhất. Thì khi mình stress test cả CPU và GPU thì nhiệt độ của GPU nó cũng là mức mát mẻ thôi, chỉ khoảng độ 60-70 độ, còn đối với CPU thì nó có thể lên đến 90 độ. Tuy nhiên cái mức xung nhịp của CPU nó sẽ rơi khoảng 3.8 GHz và mức điện năng tiêu thụ là 60W. CPU với GPU hai cái cộng lại nó sẽ rơi loanh quanh khoảng 110W. Còn lại cho tất cả các thành phần linh kiện khác thì mình thấy đây là cách bố trí nó hợp lý để làm cho máy không bị quá nhiệt này và hiệu năng nó vẫn tận dụng được. Còn ngoài ra khi các bạn chỉ sử dụng mỗi CPU thôi mà không sử dụng GPU thì lúc đấy cái phần mềm trong máy này nó sẽ bút điện ngược lại cho CPU. Khi đấy CPU các bạn sẽ được ăn lên cao hơn một chút, nó sẽ rơi khoảng độ 70-72W, thì xung nhịp nó sẽ loanh quanh từ khoảng 4.0-4.3 GHz. Các bạn nghĩ đây có là mức xung nhịp ổn định không? Theo mình thấy đây là mức xung nhịp rất tốt. Nó mặc dù nhá vẫn chưa thể bằng gọi là những cái thông số như Intel công bố, vẫn chưa tận dụng hết hiệu năng của con CPU này, nhưng các bạn nên nhớ rằng đây là CPU thế hệ 10 của Intel. Thì cái việc nó vẫn giữ nguyên cái tiến trình 14 nanomet ấy, nó đã làm cho cái vấn đề điện năng tiêu thụ của CPU nó ở mức gọi là cao. Thế nên mình thấy đây là điều chấp nhận được. Và cách Acer làm nó cũng rất thông minh, giống như việc Apple làm khi đã giảm hiệu năng của CPU xuống. Apple làm nó còn kinh khủng hơn cơ. Acer làm này là vẫn còn cực kỳ nghĩ cho người dùng ở đấy. Thì mình nghĩ với cái mức xung nhịp cả 6 nhân nhá, Turbo Boost toàn thời gian rơi vào khoảng độ 4.2-4.3 GHz, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hoàn toàn kiểu ok này. Các bạn làm đồ họa trên mẫu laptop này cũng rất thoải mái, bởi vì xung nhịp nó đâu bị tụt đâu, không hề hiện throttling ở trong toàn bộ thời gian test của mình. Rồi, thì đấy là cái phần mà mình test cho các bạn thôi. Thì bây giờ mình sẽ show thêm một số cái phần mềm hay là một số tựa game để mình test nữa, để giúp các bạn có một cái nhìn trực quan nhất về cái mẫu laptop này.
Ok, vừa rồi thì các bạn thấy hơi khác so với mình nói đúng không? Tại sao mà nhiệt độ CPU nó lại thấp hơn nhỉ? Mình nói 90 mấy độ nhưng mà nhiệt độ CPU như các bạn nhìn thấy ấy, nó chỉ khoảng 74 độ hoặc cùng lắm mà khoảng 80 độ thôi đúng không? Mà tại sao mình lại test lên được 90 độ? Bởi vì các bạn phải hiểu một điều rằng mình test ở đây là test toàn bộ tối đa, hệ thống tối đa luôn, cả CPU và GPU hoạt động cùng một lúc. Chẳng có mấy phần mềm mà có thể tận dụng hết như vậy đâu. Thế nên các bạn cứ yên tâm, khi sử dụng thì nhiệt độ nó sẽ thấp hơn khi mình test chắc chắn luôn. Và bây giờ, trăm nghe thì không bằng một thấy, trăm thấy thì không bằng một thử. Thì bây giờ mình sẽ mở toàn bộ cái máy ra để cho các bạn thấy xem hệ thống tản nhiệt cải tiến của Acer nó là như thế nào và làm thế nào nó có thể tản nhiệt được cho cả CPU và GPU được tốt như vậy. Rồi thì mình đã lật mặt sau vào rồi, thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Ở đây là có hai hốc gió tản nhiệt này, ở bên đây là dưới cùng là hai loa, và đây tem vẫn còn nguyên luôn, mình chưa chọc tem luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Thì cách mở cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ mở tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con ốc ra. Đếm đúng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ờ, đếm đúng rồi. À, bây giờ mình sẽ mở từng con một. Sau một hồi loay hoay thì mình cũng tháo game nó ra rồi. Thì đây mình sẽ lật lên cho các bạn thấy. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích về cái phần gọi là cái nắp ngoài cùng đã. Đây là phần mặt D. Thì đây các bạn thấy hai cái chỗ này này, để đặt hai tấm nhôm nhé, hai tấm nhôm hẳn hoi luôn. Thì đây chính là phần tản nhiệt cho cái phần gọi là SDM2 các bạn cắm vào. Có vẻ như Acer đang khá chăm chút vào những cái thứ nhỏ nhất, những cái thứ mà người dùng không nhìn thấy thì hãng cũng đã chăm chút rồi. Mình sẽ bỏ sản phẩm này qua một bên thôi. Thì mình sẽ phân tích từng cái một. Thì đây, như các bạn có thể trông thấy và mình đã nói vừa rồi thôi, thì khả năng nâng cấp của cái mẫu laptop này cũng vô cùng ấn tượng. Đây là cái chỗ khe, các bạn đặt khe 2.5 inch, các bạn có thể đặt SSD hoặc là HDD, tùy các bạn thôi. Thì đây là viên pin. Thì thực tế ra thì đây là một laptop có cấu hình rất tốt, thế nên thời lượng pin mình cũng không trông mong quá nhiều. Mình là người dùng try hard thì nó sẽ rơi khoảng độ gần 4 tiếng. Thì mình thấy đây là thời lượng pin là có thể chấp nhận được đối với dòng laptop gaming. Cùng với đó là khe RAM, đây có hai khe RAM dạng module. Thì 2GB SODIMM này các bạn có thể nâng cấp được thoải mái thôi. Nếu các bạn cần thì hãng lắp sẵn một thanh 8GB đang go đây rồi. Cùng với đó, đây là khe SDM2 512GB. Đây là cái Wi-Fi này. Một số điểm mà mình thấy là có thể một số bạn không để ý thôi, nhưng mà mình vẫn để ý đến. Đó chính là đây này, các bạn nhìn thấy này. Đây là cái Wi-Fi nhá, những cái dây nối này đã được gọi là trang bị sẵn một cái cục nhựa để giúp cố định dây, giúp dây nó không bị tuột hay là nó bị vướng vào đâu cả. Một cái mà có vẻ như Acer khá chăm chút đấy. Còn đây, đây là khe SDM2 nữa. SDM2 để các bạn có thể lắp thêm ấy, hai khe SDM2, một HDD. Rồi, thì đây là hệ thống tản nhiệt kiểu mới của Acer. Thì như các bạn có thể thấy ở 2019 ấy, các bạn có thể xem lại ở trên mạng thôi. Thì hệ thống tản nhiệt được đặt dồn về một bên thôi, và cùng với đó là hai ống đồng. Tuy nhiên, bây giờ đã được cải tiến hơn rồi. Mình cũng chả biết nên đếm đây là ba ống đồng hay là hai ống đồng nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ nói là chia đều cho bên, một bên sẽ có hai ống đồng, mỗi bên hai ống đồng chạy đều về hai bên. Thì cái kiểu thiết kế này ấy, thì hệ thống tản nhiệt nó sẽ bớt gánh nặng hơn, nó sẽ đẩy đều quạt gió qua hai bên luôn. Ngoài ra có một điểm hay nữa, đó chính là ở cái bên này này, gọi là bên tay trái hay tay phải các bạn mình chả rõ nữa, thì đây vẫn là cái cánh quạt kiểu bình thường thôi. Tuy nhiên cái phần tiếp xúc với không khí này nó được mở rộng ra để cái bên này này nó có thể hút được nhiều gió hơn. Thì mình nghĩ đây là phần đặt GPU rồi, để cho tản nhiệt cho phần GPU, hoặc có thể là CPU mà hãng thích mở rộng ra cho nó mát hơn chẳng hạn. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ mở luôn cái phần này ra để cho các bạn ấy nhìn thực tế xem các thành phần linh kiện được Acer bố trí như thế nào nhé. Một lời khuyên dành cho những bạn nào mà thích mở máy giống như mình ở đây, thì việc đầu tiên các bạn nên làm đó chính là tháo sạc ra trước nhé, tháo pin ra trước, thế nên để tránh cái tình trạng gọi là cháy nổ xảy ra. Thì bây giờ mình sẽ mở toàn bộ các linh kiện ra để các bạn thấy được cái hệ thống tản nhiệt mới nó trông như thế nào. Rồi, mình đã nhắc toàn bộ thành phần linh kiện lên rồi. Thì mình phỏng đoán, nhưng mà mình phỏng đoán nhầm anh em ạ. Bên này là bên đặt CPU, bên này là bên GPU cơ.
thì mình nghĩ cái lý do mà bên cánh đặt GPU ấy quả là to hơn hẳn luôn, có lẽ bởi vì CPU vẫn là 14 nanomet, nó rất nóng nên cần hệ thống cánh quạt nó to hơn. Còn bên phía phần GPU nó đã được cải tiến tốt hơn rồi, nên phần quạt nó bé hơn một chút. Thì đây, như các bạn có thể thấy này, đấy 4GB RAM, 4 chip nhớ này. Ở đây là một tấm kim loại thôi, mình thì mình chắc là mình không bóc lên đâu, mình sẽ để nguyên như này. Thì khu vực VRM để cấp điện cho phần CPU này, đấy các bạn có thể thấy không phải miếng Thermopad đâu, mình nghĩ là miếng Thermopad hơn thực tế. Đây các bạn thấy là hệ thống keo tản nhiệt luôn, đầy đủ luôn, vẫn có cả Thermopad nữa nhưng mà vẫn được chát thêm keo tản nhiệt các thứ này. Đây các bạn thể nhìn thấy này, đây hệ thống bốn góc luôn, đúng bốn góc và ống đồng dẫn ra như thế này. Thực tế ra thì trông nhìn ở đây thì có vẻ hơi ít ống đồng một tí, nhưng mà dù sao đây là một dòng laptop gọi là tầm trung cận cao cấp thôi. Các bạn thích mà hệ thống tản nhiệt nó khủng bố hơn thì có thể mua dòng Predator chẳng hạn. Khi mình lau sạch cái bề mặt của chip thì mình nhận thấy rằng nãy mình bị nói nhầm, cái bên mà đặt cái cánh quạt siêu to khủng bố ở đây thì đấy là nơi đặt phần CPU. Có lẽ Acer lo lắng việc CPU Intel thế hệ 10 nó quá nóng, thế nên đặt cánh quạt to hơn thì mình thấy nó là một cách hiệu quả rồi. Ngoài việc là thay đổi về điện áp, cũng đó là việc là trang bị cánh quạt to hơn thì tản nhiệt CPU nó khá ấn tượng. Còn lại, còn bên phía đây là khu vực GPU đến từ NVIDIA, các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ NVIDIA thôi. Còn đây là khu vực chip nhớ VRAM đến từ nhà sản xuất Samsung, mình đã lo sạch bề mặt để các bạn có thể thấy rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 chip nhớ tương đương với 4GB VRAM rồi. Còn đây là đây anh em nhìn cái phần kiểu đỏ đỏ đây, cái này không phải là phần keo tản nhiệt đâu, đây là phần Thermopad này, khu vực VRM cho phần CPU này cũng có Thermopad luôn. Thì đây mình sẽ đưa cho các bạn hệ thống tản nhiệt của em nó. Đây các bạn thấy đây, cái mấy miếng Thermopad tản nhiệt cho phần chip nhớ cũng như khu vực VRM trông nó hơi tan nát cục tình một chút. Mình cũng chả rõ lý do tại sao mà trông nó lại tan nát như này, nhưng mà thôi, nó vẫn tản nhiệt hiệu quả được rồi. Thì đây các phần ống đồng các bạn thấy này, đây là cái phần mặt tiếp xúc này cũng làm đồng luôn. Còn đây các khu vực đặt những cái lá nhôm tản nhiệt này, 1 này, 2 này, 3, 4 khối nhôm tản nhiệt luôn. Hệ thống tản nhiệt này nó đã tốt hơn khi so với thế hệ cũ rồi, thế nên hiệu năng về tản nhiệt tổng thể nó cũng sẽ tốt hơn. Thì sau khi mình đã lắp toàn bộ xong rồi thì mình có một số đánh giá này, sản phẩm nào cũng có điểm tốt và điểm xấu. Thì với Acer Nitro 5 mình đang có ở đây, điểm tốt có rất nhiều. Một thiết kế mới nhá, một cái cổng sạc có thông minh hơn, một hệ thống tản nhiệt được tối ưu lại, một cái cấu hình cực kỳ ngon, một cái bàn phím LED RGB thay bàn phím LED đơn sắc như bình thường, và một cái màn hình ở mức gọi là ổn để sử dụng. Tuy nhiên thì điểm chê nó cũng nằm ở trên cái màn hình này luôn, khi mà trong cái tầm giá của em nó chỉ có là một màn hình 60Hz mà thôi. Cùng với đó chính là hệ thống bản lề chưa thực sự làm mình ấn tượng. Đồng ý một điều, mình vẫn có thể mở ra một tay hoàn toàn dễ dàng, do toàn bộ các linh kiện đặt ở đây máy nặng nên mình vẫn có thể mở được bằng một tay rồi. Thì đấy các bạn có thể nhìn thấy rất dễ dàng, thế nhưng nó lại bị gặp một cái vấn đề, đó chính là cái độ dơ của màn hình này. Các bạn có thể thấy này, mình chỉ cần để như này thôi này, nó đã có dấu hiệu đóng vào này, đấy nó đang xuống rất chậm rồi này. Đấy cái độ dơ của nó, tiếng kêu rất to đúng không. Thì mình mong ở những phiên bản tiếp theo thì Acer có thể cải tiến được những vấn đề này, thì khi đấy cái mẫu laptop Acer Nitro 5 nó sẽ ấn tượng hơn. Còn phần webcam ấy, các bạn thắc mắc xem chất lượng webcam như nào thì thực sự ấy nó chỉ để dùng gọi là chữa cháy thôi. Anh em nào mà kiểu làm để làm một số công việc khác thì webcam nó chưa đủ ấn tượng đâu. Rồi, thì đây là bài đánh giá vô cùng chi tiết của mình về mẫu laptop Acer Nitro 5 2020. Vậy thì các bạn thấy mình còn làm thiếu điều gì? Hãy bình luận ở bên dưới. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.